Tiên công khai vật chương 88, Tiền căn hậu quả. Mọi người đi trước, ta quay lại một chút. Chu Huyền Tích nói rồi quay đầu. Phí Tư vội vàng nói, cùng đi, cùng đi. Chu gia lão tổ đương nhiên cũng không chịu kém cạnh, bám sát theo sau, Chu thần bổ phát hiện ra điều gì sao? Chu Huyền Tích chỉ lắc đầu. Không lâu sau, ba người một lần nữa trở lại phi bàn công xưởng. Vài tu sĩ của xưởng đang sửa chữa mái nhà chu huyền tích vung tay lên mái nhà lại bị lật tung ba vị kim đan từ từ đáp xuống a à, ba vị đại nhân ninh chuyết, trần trà lại bái kiến chu huyền tích không để ý đến hai người bọn họ đi thẳng đến trước thi thể viên đại thắng lấy từ trong ngực ra một bình thuốc khoảnh khắc ông ta mở nắp bình mùi thuốc thơm ngát tỏa ra khiến cho trái tim mọi người đều chấn động phí tư thất thanh đang dược cực phẩm đang dược cực phẩm cực kỳ hiếm thấy mỗi một viên đang dược cực phẩm có thể luyện chế thành công đều phải xem xét thiên thời địa lợi nhân hòa cho dù là người chế tạo cũng không thể dễ dàng sao chép lại thành công này chu huyền tích vẻ mặt nghiêm túc ông ta không tiếc lấy ra bảo vật quý giá chính là vì muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng ánh mắt mọi người đều tập trung vào người ông ta ông ta cẩn thận từng ly từng tí nhỏ một giọt dược thủy xuống giọt thuốc rơi xuống thi thể viên đại thắng trong nháy mắt liền thấm vào. Chu Huyền Tích và những người khác đợi một lúc lâu, nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào. Chu Huyền Tích thở dài một hơi, con lão viên này trong thời gian gần đây, tâm trí không hề bị bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng. Lần tự bạo ở Hỏa Thị Lâm này, thật sự là do sơ suất của nó. Vẻ mặt phí tư sụp đổ, dường như đang nói, chỉ vậy thôi sao, Chu gia lão tổ thì thản nhiên gật đầu. Chu Huyền Tích cũng không thèm nhìn những người khác xoay người rời đi, bay lên không. Phí tư, chu gia lão tổ sau đó đuổi theo. Ba vị kim đang lại rời đi. Ninh Chuyết và Trần Trà tiếp tục xử lý thi thể viên đại thắng. Trần Trà phát hiện Ninh Chuyết động tác chậm chạp, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, không khỏi quan tâm nói, tiểu chuyết, những ngày nay ngươi vội vàng chế tạo cơ quan hầu tử, lại tham gia hỏa thị tiết, nhận lệnh của phí tư, vi hiếp viên nhị giao ra viên đại thắng. Cuối cùng, còn hai lần đối mặt với uy áp của ba vị kim đang đại tu. Ngươi quá vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở đây để ta xử lý là được rồi." Ninh Chuyết cười khổ lắc đầu, lau đi mồ hôi trên trán. "Để ta nghỉ ngơi một chút." Hắn dừng công việc trong tay, tìm một chiếc ghế, ngồi xuống thở hổn hển. Một cổ sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến cho trán hắn lại toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm chỉ cần chậm một chút, chỉ cần chậm một chút. Hắn vừa mới rút xong máu trong cơ thể viên đại thắng, ba vị kim đan đã đến, tiến hành điều tra thi thể viên đại thắng. Sau đó, ba vị kim đan tu sĩ lại quay trở lại, nếu như Ninh Chuyết thật sự sử dụng ngã Phật tâm ma ấn của ta để ảnh hưởng đến viên đại thắng, vậy thì phiền phức rồi. Thời gian trở lại mấy ngày trước. Ninh Chuyết vì ứng phó với nguy cơ sống còn, ngày đêm trăng trở suy nghĩ, hao tâm tổn trí. Viên đại thắng rất mạnh, bên cạnh nó còn có đám thuộc hạ hầu đầu ban bảo vệ. Chính diện giao chiến tuyệt đối là hạ sách. Muốn mượn đao giết người, phải để viên đại thắng lộ diện trước các thế lực khác. Chưa kể đến việc làm thế nào để tính toán để các thế lực khác gây khó khăn cho hầu đầu bang, vạn nhất để người khác phát hiện ra giá trị của viên đại thắng, vậy thì Ninh Chuyết chính là tự mình hại mình. Hạn chế lớn nhất chính là Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích có truy căn tố nguyên quyết, nếu Ninh Chuyết lợi dụng ngã Phật tâm ma ấn, trực tiếp ảnh hưởng đến viên đại thắng. Chu huyền tích chỉ cần thi triển truy căn tố nguyên lên thi thể viên đại thắng, là có thể tìm thấy đối tượng có liên quan mật thiết, Ninh Chuyết. Như vậy chẳng khác nào tự mình bại lộ. Làm thế nào để tự cứu mình đây? Ninh Chuyết vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách, hắn chìm đắm trong vực sâu suy nghĩ. Cảm giác cô độc mãnh liệt bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi không ai biết được tình cảnh thực sự của hắn hắn không thể trút bỏ tâm sự cũng không thể dựa dẫm vào ai số phận thật lạnh lùng tàn khốc đặt một kẻ địch mạnh mẽ như viên đại thắng trước mặt hắn để hắn liều mạng hắn nhìn toàn cục chỉ có thể một mình chiến đấu khi suy nghĩ đối sách luôn có cảm xúc mãnh liệt dâng lên bất lực thất vọng tuyệt vọng khát khao sống sót phẫn nộ oán hận không cam lòng phụ lòng di nguyện của mẫu thân lòng hiếu thắng muốn phản kháng nên triết phải luôn cảnh giác với những cảm xúc này tận lực loại bỏ đi cảm xúc quấy nhiễu bình tĩnh và khách quan để suy nghĩ hắn phải tìm kiếm hy vọng trong vô vọng hơn nữa phải thành công trong một lần duy nhất phải cực kỳ chu toàn bởi vì một khi kế hoạch có sơ hở như vậy hắn nhất định sẽ tự thiêu thân tự tìm đường chết ta còn rất nhiều tình báo mấu chốt chưa điều tra rõ ràng ví dụ như rốt cuộc nó có được ma nhiễm huyết cân công như thế nào? Rốt cuộc tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Chờ đã. Ma nhiễm huyết cân công. Ninh Chuyết đang suy nghĩ bỗng nhiên giật mình, sau đó hai mắt sáng lên. Đúng vậy, ma nhiễm huyết cân công. Ma công này một khi thi triển, có thể điều động huyết khí, ngưng kết huyết khí cân mô. Dùng trên người mình, có thể tăng cường năng lực hành động, kèm theo một chút năng lực phòng ngự dùng trên người người khác, có thể dùng huyết khí của bản thân để ăn mòn, ô uế huyết khí của đối phương. Một khi trong ngoài cơ thể đối phương hình thành ra lượng lớn huyết khí cân mô, là có thể giam cầm, thậm chí khống chế đối phương. Khoảnh khắc này, Ninh triết giống như nhìn thấy một tia sáng hy vọng trong bóng tối vô tận. Ta có thể sử dụng huyết khí, tiến hành thẩm thấu, ảnh hưởng đến nó. Đương nhiên, không phải là huyết khí của ta. Huyết khí dị chủng xung đột với nhau, viên đại thắng nhất định có thể phát hiện ra. Ta có thể sử dụng chính huyết khí của nó. Đương nhiên Ninh Chuyết không thể nào trực tiếp rút máu từ trên người viên đại thắng. Tuy nhiên, viên đại thắng lại có rất nhiều con cháu, cho dù trên người đám con cháu này, có huyết mạch của mẫu hầu của chúng. Nhưng chỉ cần ta thu thập đủ nhiều, ta có thể thông qua thủ đoạn đan đạo, tiến hành tinh luyện, luyện chế ra huyết khí gần với huyết khí bản thân viên đại thắng nhất. Ninh Chuyết nghĩ đến đây liền gặp phải một vấn đề khác, liệu viên đại thắng có thể phát hiện ra luồng huyết khí đồng nguyên này hay không? Nó có thể có những thể nghiệm và quan sát được những thứ tinh tế như vậy sao? Ninh Chuyết suy nghĩ sâu xa, cảm thấy khả năng này không lớn. Viên đại thắng tu luyện hai môn công pháp. Một môn là ma nhiễm huyết tân công, lai lịch không rõ, ít nhất cũng là luyện tinh tầng 3. Một môn là ngũ hành khí luật quyết, có được từ chung truyền pháp, tu luyện đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, bởi vậy mới có thể hồn nhập tiên cung. Ngoài ra, nó không thể tu luyện công pháp khác. Luyện khí kỳ muốn tiến vào tiên cung, cần phải tán hết những công pháp khác. Trừ phi là kính thai thông linh quyết, ngũ hành khí luật quyết, ma nhiễm huyết cân công. Ngũ hành khí luật quyết đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, mới có thể kích hoạt cơ chế hồn nhập tiên cung. Nếu như viên đại thắng còn có công pháp khác, chỉ có thể là kính thai thông linh quyết một khi nó có tu vi luyện thần phương diện này, vậy thì nhất định sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng. Nhưng mà trên bảng xếp hạng luyện thần, cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình ninh chuyết dùng giả danh. Không có công pháp luyện thần, chỉ dựa vào pháp lực ngũ hành, cùng với ma nhiễm huyết tân công, là không cách nào làm cho nó có thể có thể nghiệm và quan sát tinh tế. Dựa theo tình báo, bản thân viên đại thắng không am hiểu sử dụng pháp khí, càng thích cận chiến, phát huy toàn bộ uy năng của nhục thân đánh cược một phen vào phương diện này, tỷ lệ nắm chắc cũng không nhỏ. Ninh Chuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược viên đại thắng không có thủ đoạn khác, không thể có thể nghiệm và quan sát tinh tế. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ninh Chuyết liền bắt đầu hành động. Hắn bỏ ra số tiền lớn, tiếp tục truy bắt khỉ hoang dã, sau đó thuê ma tu âm thầm đầu độc giết chết lũ khỉ của hầu đầu bang, cuối cùng cố ý ám sát viên nhị thất bại. Viên nhị, Viên đại thắng cảm thấy áp lực cực lớn, trục rè phòng thủ, khiến cho kế hoạch bước đầu tiên của Ninh Chuyết thành công. Ninh Chuyết thừa thắng xông lên, trước mặt phí tư đóng vai một kẻ tiểu nhân, khiến cho phí tư phán đoán sai lầm. Ninh Chuyết chủ động nhường lại bốn phần lợi ích, lấy được thi thể lũ khỉ của hầu đầu bang. Hắn tập hợp tinh huyết, tinh luyện, thu được huyết khí đồng nguyên với viên đại thắng. Hắn lại cố ý tham gia chế tạo cơ quan hầu tử ở phi bàn công xưởng, tự tay chế tạo ra một lượng lớn cơ quan hỏa bạo hầu kém chất lượng. Hắn âm thầm sử dụng huyết khí đồng nguyên, thi triển ma nhiễm huyết tân công, đưa huyết khí vào trong cơ quan hỏa bạo hầu. Ngày diễn ra hỏa thị tiết. Ninh Chuyết bị an bài ở sườn núi, lại có trận pháp bao phủ. Hắn mạo hiểm sử dụng ngã Phật tâm ma ấn, khống chế cơ quan hầu tử bạo động, cố ý tấn công viên nhị. Cơ quan hầu tử bị phí tư phát động trận pháp tiêu diệt, nhưng huyết khí ẩn nấp đã bám vào người Viên Nhị. Viên Nhị bị dọa sợ, cùng tụ hợp với Viên Đại Thắng. Vì vậy Viên Đại Thắng bị dính phải, huyết khí thẩm thấu vào trong cơ thể. Ninh Truyết đã đánh cực đúng, Viên Đại Thắng quả nhiên không thể cảm nhận được những thứ tinh tế, hoặc có lẽ là lúc ấy nó đang lo lắng cho Viên Nhị, không chú ý tới trong cơ thể mình nhiều thêm một lượng nhỏ huyết khí đồng nguyên. Mặc dù lượng huyết khí này rất ít, nhưng vào thời khắc mấu chốt đã ảnh hưởng đến ngón tay của Viên Đại Thắng, tạo ra sai lầm của nó. Hỏa thị Lâm ngàn năm nổ tung, kế hoạch gài bẫy của Ninh Truyết tinh vi như vậy, cho dù Chu Huyền Tích sử dụng kim tinh cũng không thể nào phát hiện ra huyết khí đồng nguyên. Ngay dưới mí mắt hắn, Ninh Truyết đã ám toán thành công, tuy nhiên, việc Chu Huyền Tích cứu được Viên Đại Thắng vẫn khiến cho tâm lý Ninh Truyết mất cân bằng trong một lúc. Hắn suýt chút nữa cho rằng mình đã bị phát hiện. Viên đại thắng được cứu sống, vậy mà vẫn còn một đường sống. Điều khiến cho Ninh Chuyết lo lắng hơn chính là, thân thể viên đại thắng được bảo tồn nguyên vẹn, không giống như hắn dự liệu bị nổ tung thành từng mảnh. Đặc biệt là 10 ngón tay của viên đại thắng đều lành lặng, điều này khiến cho Ninh Chuyết ý thức được, hắn đã để lại một sơ hở, lúc ấy Chu Huyền tích cứu chữa viên đại thắng, không hề để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, huyết khí đồng nguyên là lớp ngụy trang tốt nhất, cho nên ông ta không hề phát hiện ra điểm kỳ lạ ở ngón tay. Nhưng nếu như sau đó bọn họ tiếp tục kiểm tra, kiểm tra từng chút một, chẳng lẽ không thể tra ra được sao? Ninh Triết không dám đánh cược. Cho nên Ninh Triết phải nhanh chóng giết chết viên đại thắng, xóa bỏ sơ hở này. Ninh Triết còn không thể hành động dưới danh nghĩa của bản thân, hắn chỉ là một luyện khí nho nhỏ, không thể gánh vác nổi sự trả thù có thể có của Chu Huyền Tích sau khi biết chuyện có thể mượn danh nghĩa của phí tư đại nhân, khiến cho Chu Huyền Tích sau khi biết chuyện phải kiên kỵ phí tư, cho rằng ta là người thi hành, chứ không phải là chủ mưu. Ninh truyết dấn thân vào hiểm nguy, không màng sống chết, thuyết phục thành công, cuối cùng giành được thắng lợi. Đúng như hắn dự liệu, Chu Huyền Tích sau khi biết chuyện này, liền cho rằng phí tư là chủ mưu. Điều tuyệt vời hơn chính là, phí tư cũng cho rằng mình là chủ mưu. Cuối cùng ta cũng làm được rồi, trong phi bàn công xưởng ninh tuyết thở dài hắn hoàng hồn hơi thở đã bình ổn hơn rất nhiều tâm trạng cũng khôi phục lại bình thường chu huyền tích và những người khác không hề biết bọn họ chỉ còn cách một bước chân nữa là phát hiện ra manh mối then chốt nhưng chính là khoảng cách một bước chân này chân tướng đã bị chôn vùi sai một ly đi một dặm tạm thời ta vẫn có thể tiếp tục che giấu ninh tuyết lau mồ hôi lạnh trên trán thở vào nhẹ nhõm. Thật sự là quá không dễ dàng. Toàn bộ quá trình không hề động võ, nhưng lại giống như đi trên dây ở vách núi treo leo, có rất nhiều lần, tâm cảnh của Ninh Chuyết suýt chút nữa thì sụp đổ. Hắn đứng dậy, Trần Lão, thi thể viên đại thắng ta muốn tự mình xử lý. Đây là nhiệm vụ phí tư đại nhân giao phó cho ta, ta muốn thể hiện một chút. Cho dù tinh huyết đều đã bị rút hết, sơ hở biến mất, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Ninh Chuyết vẫn không muốn để thi thể viên đại thắng rơi vào tay người khác. "Ngươi a." À, trần Trà thở dài một hơi, "cũng được, để ta gói ghém lại giúp ngươi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thi thể này đã được xử lý sơ bộ một lần rồi, có thể bảo quản trong thời gian dài. Không cần phải nóng vội. Thật sự mệt mỏi như vậy, không đáng chút nào." Ninh Chuyết hành lễ cảm tạ, đa tạ Trần lão. "Phí tư" chu huyền tích ba người trở lại hỏa thị lâm tiếp tục đào đất nào chỉ là đào sâu ba thước ba trượng cũng có đồng thời mấy vị kim đang thay phiên nhau sử dụng các loại pháp thuật pháp khí tiến hành dò xét không có bất kỳ động tĩnh gì sắc mặt phí tư u ám hắn có một loại dự cảm bóng đen ma tu thật sự đã chạy thoát rồi sẽ không xuất hiện nữa sự tình đã đến nước này hắn càng phải tiếp tục đào đất cho dù là đào bới cả chân núi lên, cũng không tiếc. Logic rất đơn giản. Nhiệm vụ lần này thất bại, ít nhất hắn phải biểu hiện ra dáng vẻ vất vả một chút, để cho thành chủ biết rõ hắn không có công lao cũng có khổ lao. Lần này ta cũng, đáp lễ, Chu Huyền tích một phen, khiến cho ông ta mất mặt. Cho nên, vấn đề hẳn là không lớn. Phí tư suy đoán tình cảnh của bản thân, nhân tiện nghĩ đến Ninh Chuyết. Hắn nheo mắt lại, tâm trạng hơi phức tạp. Từ chuyện ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy tài hoa trên người Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chỉ là một luyện khí nho nhỏ, vậy mà dám xông vào sào huyệt của hầu đầu bang, uy hiếp dụ dỗ viên nhị trúc cơ kỳ, khiến cho hắn ta từ bỏ viên đại thắng. Nhìn từ chuyện này, Ninh Chuyết quả thật có năng lực, có gan dạ, phí tư cũng biết rất rõ, lý do Ninh Chuyết làm như vậy là bởi vì có tư tâm. Nhưng phí tư không hề để tâm, thậm chí hắn ta bởi vậy mà cảm thấy rất hiểu rõ ninh chuyết có thể khống chế được ninh chuyết trong lòng rất an tâm có cảm giác nắm chắc những cảm giác này khiến cho hắn ta càng thêm thưởng thức thiếu niên ninh gia này thật sự giống như ta lúc trẻ tuổi a hơn nữa rất biết nhìn xa trông rộng chỉ là không biết có phải là do hắn khiến cho cơ quan hầu tử bạo động tập kích viên nhị trong hỏa thị tiết hay không phí tư không hề ngu ngốc trong lòng vẫn luôn giữ nghi ngờ này theo hắn thấy ninh truyết có động cơ rất lớn đương nhiên hắn cũng đã nghe thấy ninh truyết trần trà giải thích cho chuyện này lúc ấy sau khi nhận được thị vệ bẩm báo hắn cũng cảm thấy rất hợp lý nhưng mà nghi ngờ cũng không hoàn toàn biến mất ta lại không hiểu cơ quan thuật nói không chừng có biện pháp gì đó có thể để cho ninh truyết khống chế cơ quan hầu tử thì sao cho dù hắn không khống chế được trần trà chẳng phải cũng là trúc cơ kỳ sao Trần Trà không phải là đồng bọn, Ninh Chuyết có lẽ đã ra giá cao, thuê mướn ma tu nào đó cũng nên. Là quan, phí tư bất kể có chứng cứ hay không, đều tự nhiên hoài nghi tất cả mọi chuyện. Đương nhiên, phí tư càng nghiêng về việc, đám cơ quan hầu tử này là do bóng đen ma tu âm thầm khống chế. Mà bóng đen ma tu đã thành công chạy trốn ngay trước mắt mọi người vào ngày hôm đó. Lý do hắn nghiêng về suy đoán này là bởi vì đây là có lợi nhất cho hắn bóng đen ma tu đã đùa bẩn tất cả kim đang tu sĩ trong thành, thực lực quá mạnh, vậy thì thất bại lần này của phí tư sẽ dễ dàng được thành chủ tiếp nhận hơn. Ngươi xem, ngay cả chu huyền tích có kim tinh cũng không phát hiện ra bóng đen ma tu. Vậy thì phí tư ta cũng là lực bất tòng tâm. Phí tư bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để xác nhận suy đoán này, làm thế nào để báo cáo với thành chủ. Còn về chân tướng như thế nào, hắn căn bản không hề quan tâm quản lý công việc của thành hỏa thị nhiều năm như vậy vụ án hoang sai mà hắn gặp phải xử lý còn ít sao ta là quan ta không phải là người của thần bổ ti điều tra chân tướng là mục đích là trách nhiệm của chu huyền tích phí tư chỉ muốn duy trì trật tự vốn có của thành hỏa thị nghe theo điều động của thành chủ mông vị bảo vệ quyền uy và lợi ích của bản thân liên tục tìm kiếm suốt một ngày một đêm đông đảo tu sĩ kim đan vẫn không thể tìm ra tung tích của tên bóng đen ma tu đối mặt với sự thật này bốn thế lực lớn của hỏa thị tiên thành đều cảm thấy mất mặt lệnh giới nghiêm tiên thành vẫn chưa được dỡ bỏ nhưng giới nghiêm không thể ngăn cản được những lời đồn thổi và dòng chảy ngầm chu huyền tích yêu cầu phí tư cung cấp một số mảnh vỡ cơ quan những mảnh vỡ này đều là từ con rối cơ quan bạo động đã tấn công viên nhị tên bóng đen ma tu đã biến mất vậy nên những mảnh vỡ cơ quan này trở thành manh mối duy nhất chu huyền tích loay hoay với những mảnh vỡ này ông ta cũng đã xem qua bản thiết kế của hỏa bạo hầu nhìn vài lần liền ghi nhớ trong lòng dùng hết nửa chén trà ông ta cầm những mảnh vỡ trong tay cố gắng ghép lại thành ba cơ quan hỏa bạo hầu những cơ quan hỏa bạo hầu này đều tàn tạ không chịu nổi miễn cưỡng đứng vững trước mặt ông ta chu huyền tích lấy ra dây điều khiển rót pháp lực vào điều khiển những cơ quan hỏa bạo hầu này nếu phí tư mà thấy được cảnh này chắc chắn sẽ kinh ngạc không ngờ chu huyền tích còn có bản lĩnh này chu huyền tích tự có một chút kiến thức về cơ quan thuật ông ta có thể được chọn đến đây điều tra đây cũng là một trong những lý do một lúc sau chu huyền tích thu hồi tất cả dây điều khiển thở dài không phát hiện ra bất kỳ manh mối giá trị nào xem xét lại một chút chu huyền tích nhắm hai mắt lại xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra của mình. Đầu tiên là con rối cơ quan, sau đó là ngàn cân hỏa tinh, cuối cùng là tên bóng đen ma tu. Sử dụng con rối cơ quan tự bạo, rõ ràng là để phòng bị truy căn tố nguyên quyết. Ngàn cân hỏa tinh không có dấu vết trên thị trường, nếu là bốn thế lực lớn làm, rất dễ dàng có thể đạt được. Tên bóng đen ma tu mất tích, khả năng lớn nhất là có nội gián, tự mình thả hắn ta đi. Tất cả manh mối đều ám chỉ cho Chu Huyền Tích, một trong tam đại gia tộc bên trong hỏa thị tiên thành, có lẽ chính là kẻ đứng sau vụ nổ tiên cung, đóng giả bóng đen ma tu. Nhưng nếu tên bóng đen ma tu đã sớm bỏ trốn, tại sao lại phải kích nổ con rối cơ quan trong hỏa thị, hãm hại hầu đầu bang? Chẳng phải là tự mình chút lấy phiền phức sao? Chu Huyền Tích càng nghĩ càng sâu xa. Có lẽ đối phương muốn lợi dụng điều này để che giấu bản thân, tạo ra hiện trường giả bóng đen ma tu xuất hiện mặt khác đối phương tiêu hủy con lão viên kia chỉ sợ là vì con lão viên này biểu hiện quá mức đặc biệt trước mặt mọi người giải quyết nó có thể làm suy yếu uy tín của phủ thành chủ cuối cùng đối phương dường như còn muốn dùng điều này để đánh lạc hướng ta cản trở tiến độ điều tra của ta trầm chu huyền tích nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn đá ông ta cảm nhận được sự khiêu khích của kẻ thù những mảnh vỡ con rối cơ quan này như đang cười nhạo sự bất lực của ông ta như thể đang nói cứ việc điều tra đi ta đã để lại manh mối cho ngươi rồi đấy nhưng chu huyền tích đã từng nếm trải bài học từ con rối cơ quan trong lòng biết rõ đối phương làm như vậy chắc chắn sẽ không điều tra ra được gì ngược lại sẽ lãng phí thời gian và tâm sức quý báu của ông ta nếu như con rối cơ quan là do đối phương cố tình sắp đặt vậy con lão viên kia có vấn đề hay không chu huyền tích nghĩ đến điều này lúc đó ông ta nửa chừng quay lại không tiếc dùng cực phẩm dược thủy kiểm tra xem tâm trí của con lão viên này có bị ảnh hưởng hay không kết quả kiểm tra của chu huyền tích là không trầm ngâm suy nghĩ thật lâu ông ta chậm rãi mở mắt thầm nghĩ đáng ngờ nhất vẫn là vụ nổ kia đêm khuya chu huyền tích ẩn tàng thân hình quay lại trụ sở hầu đầu bang dùng pháp thuật làm cho viên nhị ngủ như chết sau đó ông ta lấy ra cực phẩm dược thủy cẩn thận nhỏ một giọt cho Viên Nhị, nhưng không thấy hiệu quả. Chu Huyền Tích thầm nghĩ, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Khả năng tâm trí của Viên Nhị bị ảnh hưởng là rất nhỏ. Hừ, tên nhóc này còn lãng phí của ta một giọt cực phẩm dược thủy. Chu Huyền Tích nhìn Viên Nhị đang ngủ say, tâm trạng không vui. Lúc xoay người rời đi, ông ta hất tay áo, một luồng khí đánh vào mặt Viên Nhị, phát ra tiếng bốt giòn tan chu huyền tích lặng lẽ rời khỏi trụ sở hầu đầu bang dưới bầu trời đầy sao ông ta đi đến đỉnh núi hỏa thị gặp vị thành chủ mong vị thành chủ ta muốn xem xét tất cả tài liệu ghi chép điều tra rõ ràng những người đã ra vào dung nham tiên cung trong những năm gần đây ninh chuyết trở về nhà thu dọn một lúc kiên nhẫn đợi đến đêm khuya liền mặc áo giáp sắt một lần nữa cải trang thành thùy thiều khách hắn thông qua truyền tống trận đến địa lao gặp hàng minh mở cửa lao ngục, hắn thấy Hàng Minh đang ngồi sổn trên mặt đất, vò đầu bứt tóc, dáng vẻ rất khó coi. Hàng Minh giật mình, vội vàng đứng dậy, khoát tay với Ninh Chuyết, hốt hoảng nói, đại, đại nhân, đừng cho ta hồn phách hầu tử nữa. Hồn phách của ta cần tiêu hóa, cần chiết xuất. Bây giờ, hồn phách của ta đã biến dị đến mức kỳ quái, sinh ra rất nhiều con khỉ đặc thù. Hành vi của ta cũng đã vô thức thay đổi. Ninh Truyết gật đầu, hắn cũng biết không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, ôn tồn nói, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Tiếp theo, ngươi chỉ cần hấp thụ hết con khỉ này là được. Ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi, để ngươi hồi phục thật tốt một thời gian. Ninh Chuyết điên cùng thu mua khỉ hoang, đều giao cho hàng minh hấp thụ. Ninh Chuyết nhờ vậy mà được lợi, Nội tình hồn phách tăng lên gấp hơn 80 lần so với lúc mới gặp Hàng Minh. Trạng thái của Hàng Minh ngày càng tệ hắn cũng nhìn thấy rõ trầm thi thể của viên đại thắng được lấy ra từ trong túi trữ vật ném xuống đất hàn minh giật mình lông tơ dựng đứng ấn tượng đầu tiên là con khỉ già này không tầm thường nuốt hồn phách của nó ngươi có thể nghỉ ngơi ninh chuyết nói lúc xử lý thi thể ninh chuyết đã cố ý mài mòn hồn phách của viên đại thắng giam cầm nó bên trong thi thể viên đại thắng vốn chưa tu luyện công pháp liên quan đến hồn phách nên chỉ có thể mặc cho Ninh Chuyết sắp đặt. Nhưng làm như vậy, vẫn có nguy hiểm. Lựa chọn tốt nhất của Ninh Chuyết là để Hàng Minh hấp thụ, sau đó hắn sẽ hấp thụ lại từ Hàng Minh, tối đa hóa lợi ích từ chiến lợi phẩm này. Đa tại đại nhân, Hàng Minh nuốt nước miếng, bắt đầu thi triển vệ hồn quyết. Nhưng ngay sau đó, thi thể của viên đại thắng lóe lên một ti kim quang, Phục! Hàng Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trận trắng mắt ngất xỉu tại chỗ. Ninh Chuyết kinh hãi, một bên điều khiển mấy tiểu nhân ngẫu cứu chữa, một bên cảnh giác kiểm tra thi thể của viên đại thắng. Hàng Minh nhanh chóng tỉnh lại, chưa kịp hoàng hồn liền hô lên, nghĩa cốt kim kiên. Đây, đây là siêu cấp thiên tư. Ninh Chuyết nhíu mày, trong lòng kinh ngạc, siêu cấp thiên tư. Con lão viên này có tiên tư. Ngươi không nhìn lầm chứ. Hàng Minh gật đầu, nhìn chầm chầm vào thi thể lão viên, quả quyết nói tuyệt đối không sai ta đã học thuộc lòng điển tịch của tông môn xác nhận đây chính là đặc thù của nghĩa quốc kim kiên người sở hữu thường có bản tính trung nghĩa kiên cường bất khuất toàn thân xương cốt cứng rắn nhất cứng hơn cả kim cương kéo theo nhục thân cũng kiên cố hơn người hồn phách bám vào xương cốt sẽ kiên định bất di không bị ngoại vật lay chuyển với trạng thái hiện tại của ta ta không thể hấp thu hồn phách của nó e là lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thành công lúc này hàn minh cũng nhận ra thân phận của lão viên cảm khái nói không ngờ không ngờ lão viên của hầu đầu bang thú sủng của viên nhất lại có tiên tư đột nhiên hàn minh sửng sốt nàng ta vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ninh chuyết hai mắt nhấp nháy tinh mang hàn minh dường như nghĩ ra điều gì nhìn về phía ninh chuyết hai mắt sáng ngời tràn đầy vẻ nghiên cứu tìm tòi nàng nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, xin hỏi đại nhân, có phải ngài đã tiêu diệt con lão viên này không? Dưới lớp mặt nạ, Ninh Chuyết hơi nheo mắt, từng, là ta thì sao? Hàng Minh lập tức hít sâu một hơi, chỉnh lại tư thế, hai gối quỳ xuống, cúi đầu trước Ninh Chuyết, đại nhân, tiểu nữ tử nguyện làm nữ tỳ cho ngài, nguyện ký kết hồn ước, suốt đời phụng sự ngài. Ninh Chuyết không khỏi nhíu mày, cảm thấy kỳ quái trước biểu hiện của Hàng Minh. Ban đầu, khi Ninh Triết bắt sống Hàng Minh, yêu cầu nàng cung cấp hồn tinh, Hàng Minh vô cùng chán ghét và căm hận hắn. Sau đó, thái độ của nàng dịu đi, là vì sợ chết, bất đắc dĩ phải khuất phục. Nhưng bây giờ, Ninh Triết lại có thể cảm nhận được sự chân thành của nàng, vui vẻ thần phục. Tất nhiên, cảm nhận của Ninh Triết có thể sai. Nhưng thái độ của Hàng Minh quả thật đã thay đổi, vì sao, Ninh Triết nhìn xuống Hàng Minh, lạnh nhạt hỏi, Hàng Minh hít sâu một hơi, thẳng nửa người trên, nửa người dưới vẫn quỳ, nàng ngước nhìn Ninh Chuyết, đại nhân có biết về khí số. Ninh Chuyết nhíu mày, suy nghĩ một chút, đáp, ta biết một chút. Khí trong khí số, chính là chỉ hơi thở. Con người chúng ta từ khi sinh ra, liền bắt đầu hít thở, đến khi chết đi, hơi thở cũng kết thúc. Số lần hít thở, chính là khí số. Cho nên, rất nhiều tu sĩ không ủng hộ tranh đấu, muốn duy trì tâm cảnh bình yên từ đầu đến cuối. Bởi vì tranh đấu gây ra thương tích, sẽ làm giảm đi rất nhiều khí số. Phẫn nộ, sợ hãi, tuyệt vọng hay vui mừng quá độ đều khiến hơi thở dồn dập, làm giảm khí số. Cho nên, rất nhiều tu sĩ chủ trương không tranh giành với người khác, tâm bình khí hòa, thường sống lâu hơn. Hàng Minh gật đầu, cách giải thích khí số này, quả thật là cách phổ biến nhất trong giới tu hành. Cũng xác thực chỉ ra một phần bản chất nhưng chưa đủ. Nô tỳ may mắn được xem một phần điển tịch trong tông môn, tên là Khí số luận quyển 1, là bí điển về đo lường và tính toán của thiên quỷ phủ. Ninh Chuyết hơi nhíu mày. Hắn đã từng nghe nói về thiên quỷ phủ. Đây là một môn phái siêu cấp, vô cùng thần bí, truyền nhân rất ít. Nhưng mỗi khi truyền nhân xuất thế, hành tẩu giang hồ, thường sẽ mang đến biến đổi to lớn cho toàn bộ thế giới tu chân. Bởi vì, truyền nhân của mỗi thời đại sẽ chọn ra chân mệnh thiên tử, dẫn dắt đại thế, dẫn đến sự diệt vong của những quốc gia tu chân cũ, và sự thành lập của những quốc gia tu chân mới. Ninh Chuyết thầm cảm thán, vệ hồn tông của Hàng Minh, quả nhiên là đại tông phái ma môn, có thể sở hữu điển tịch phẩm chất như vậy. Còn bản thân hắn, trong hơn 10 năm qua, nhiều nhất cũng chỉ được xem sách trong tàn thư lâu của Ninh Gia. Hơn nữa, đó chỉ là tàng thư lâu, chứ không phải bí tịch lâu. Ngươi nói tiếp đi. Ninh Chuyết nói. Hàng Minh nuốt nước bọt, vẫn quỳ trên mặt đất, trong, khí số luận, có nói, khí số của mỗi người đều không giống nhau. Có người nhiều, có người ít, có người mạnh, có người yếu. Linh căn càng cao, thiên tư càng cao, khí số của một người thường càng nhiều và càng mạnh. Trong đó, thiên tư siêu hạng, được gọi là tiên tư, khí số nhiều nhất, mạnh mẽ và kiên cường nhất. Người sở hữu tiên tư, thường gặp quý nhân phù trợ, cơ duyên đầy mình. Họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt cảnh, thường sẽ có một tia hy vọng sống sót. Chỉ cần nắm bắt được, liền có thể kéo dài hơi tàn, tìm đường sống trong chỗ chết. Thậm chí khổ tận cam lai, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Người thường muốn đối phó với những người có tiên tư, thường sẽ gặp phải đủ loại bất trắc, không phải tự mình mắc sai lầm, chính là bị ngoại lực can thiệp, cuối cùng sắp thành công lại thất bại. Nghe đến đây, trong lòng của Ninh Chuyết khẽ động, có chút hiểu ra nguyên nhân thay đổi thái độ của Hàng Minh. Có chút thú vị, đừng dừng lại. Vâng. Hàng Minh tiếp tục, nô tỳ nhớ trong, khí số luận, có liệt kê rất nhiều ví dụ, đều là những chuyện đã xảy ra trong thực tế. Rất nhiều người sở hữu tiên tư, gặp phải đủ loại hình thức áp bức. Chỉ cần họ có thể chống đỡ, thích ứng được, về cơ bản đều sẽ nhờ sự áp bức đó mà đạt được sự tiến bộ vượt bậc trong một lĩnh vực nào đó mà những người đối phó với người sở hữu tiên tư thường có kết cục không tốt họ trong quá trình đối phó với người có tiên tư sẽ vì khí số bị hao tổn mà ảnh hưởng đến tâm trí thần hồn điên đảo đưa ra đủ loại phán đoán và hành động sai lầm cuối cùng tự chuốc lấy khổ sở tự tìm đường chết người có tiên tư không phải người thường có thể tiêu diệt Nói đến đây, ánh mắt Hàng Minh nhìn về phía Thùy Thiều Khách Ninh Chuyết quát lên vẻ nóng lòng. Ta hiểu ý ngươi. Ninh Chuyết quen với việc giữ thái độ khiêm tốn, tuy nhiên, lần này ta tuy đã tiêu diệt viên đại thắng, nhưng cũng là nhờ vào ngoại lực. Hành vi này, có lẽ là khí số của ta cộng thêm khí số của người khác, lấn át khí số của viên đại thắng. Hàng Minh lập tức lắc đầu, đại nhân, theo như, khí số luận, trình bày, hai bên hợp tác khí số không phải đơn thuần là cộng lại. Đôi khi ngược lại sẽ bị hao tổn. Khí số luận, có lấy ví dụ về nhiếp hùng phong và sở lưu vân. Đại nhân hẳn là biết, hai người này đều là người có tiên tư, là kẻ thù của nhau. Ban đầu, nhiếp hùng phong không coi trọng sở lưu vân, liên tục phái thuộc hạ truy sát. Sở lưu vân trong quá trình bị truy sát, tôi luyện bản thân, càng đánh càng mạnh, cuối cùng phản công, tiêu diệt nhiếp hùng phong cuộc chiến phong vân, được lưu truyền rộng rãi trong giới tu chân. Cuộc chiến của hai người đã dẫn đến sự sụp đổ của một môn phái siêu cấp, đồng thời cũng khiến một môn phái siêu cấp khác ra đời. Hàng Minh cảm thán nói, người có tiên tư, trăm vạn tu sĩ mới có một người. Đây là tính theo tu sĩ, chứ không phải trăm vạn người thường. Ký số của mỗi người có tiên tư đều vô cùng thịnh vượng, tự có cơ duyên của riêng mình. Hai người có thiên tư thượng đẳng, cho dù chân thành hợp tác khí số cộng lại cũng không thể sánh bằng một người có siêu cấp thiên tư thì ra là vậy ninh tuyết lạnh lùng hừ một tiếng bị ngươi nhìn ra rồi ta quả thật có siêu cấp thiên tư hàn minh khẽ giật mình mừng rỡ lại cúi đầu đại nhân tiểu nữ tử nguyện làm nô tỳ toàn tâm toàn ý phụng sự ngài trước đó nàng đã khuất phục lần này đoán ra ninh tuyết có tiên tư chút kiêu ngạo của đệ tử đại phái ma môn cũng không còn sót lại chút nào. Phải biết rằng, một đại phái ma môn cũng chỉ có không quá 10 người có tiên tư. Theo một người như vậy, tương lai có hy vọng, tất nhiên, hành động của hàng minh cũng là vì sợ hãi. Khoảng thời gian này, nàng đã nuốt quá nhiều hồn phách của khỉ. Nàng không muốn biến thành một con khỉ cái, nên Chuyết khẽ gật đầu. Bản thân hắn cũng không chắc chắn về thiên tư tiềm ẩn của mình, nhưng lúc này, bất kể sự thật ra sao, đồng ý là lựa chọn tốt nhất. Lão Phu miễn cưỡng nhận ngươi vậy. Giọng nói của Thùy Thiều Khách Ninh Chuyết vẫn khàn khàn. Đa tạ đại nhân, hàng minh kích động, dập đầu. ngẩng đầu lên, nàng lại nói, cũng xin chúc mừng đại nhân, tiêu diệt một người có tiên tư, khí số của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Ồ! Điều này là sao? Ninh Chuyết tò mò. Hàng Minh nói, theo như sách giải thích, Thiên tư người chính là thiên địa sủng tử. Một khi chiến thắng, giống như trải qua độ kiếp, giống như là rèn luyện cổ khí, trèo qua một ngọn núi, chính là một cảnh giới nhân sinh mới. Đại nhân gần đây cần phải chú ý, sau khi khí số tăng nhiều, thường thường sẽ có cơ duyên tìm đến. Ninh Chuyết càng cảm thấy hứng thú, còn có thủ đoạn nào khác có thể gia tăng khí số? Hàng Minh đáp, tu luyện chính là biện pháp chủ yếu nhất. Tu sĩ có thực lực càng mạnh khí số lại càng lớn dựa thế cũng được nhưng phải mượn cho tốt mượn không tốt ngược lại sẽ hao tổn khí vận mặt khác là một số bảo vật đặc thù ví dụ như siêu cấp đại phái siêu cấp gia tộc hoặc là tu chân quốc gia đều chí ít có một kiện trọng bảo có thể dùng để trấn áp khí số điều tiết khí vận ninh chuyết gật đầu ngươi đem bản khí số luận kia lặng lẽ sao chép ra vâng đại nhân Ninh Chuyết lại nói, những điển tịch khác, không liên quan đến tông môn cấm chế của ngươi, cũng lặng lẽ sao chép cho ta. Hàng Minh lại cung kính đáp, vâng, đại nhân. Ninh Chuyết lại hỏi về sự tình hồn ước. Hàng Minh giải thích, đây là pháp thuật của vệ hồn tông, có thể sử dụng hồn phách để ký kết khế ước, phi thường đáng tin cậy. Mấu chốt là, một thân tu vi tinh hoa của Hàng Minh đều nằm ở trên hồn phách. Ký kết hồn ước có thể dễ dàng khống chế nàng ta một khi đã ký sinh mệnh của hàn minh sẽ nằm trong tay ninh chuyết ninh chuyết hơi nghiên cứu một chút về hồn ước phát hiện mình xem không hiểu hắn quyết định thận trọng cũng may ký kết hồn ước cần thiết vật liệu phù lục đều cần thời gian thu thập cũng không nhất thời vội vàng ngươi tuy nói đầu nhập vào ta nhưng cũng cần thời gian để chứng minh lòng trung thành sau này cần phải thể hiện cho tốt Ninh Chuyết dặn dò. Hàng Minh ra vẻ phục tùng dễ bảo, nhẹ giọng đáp, vâng, đại nhân. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, trước khi đi, lại đem xiềng xích buông lỏng một đoạn, để Hàng Minh có thể di chuyển trong nửa gian phòng, xem như ban thưởng. Ninh Chuyết không nghĩ tới, lần gặp mặt này với Hàng Minh, lại có thể thu hoạch lớn như vậy. Hắn biết được viên đại thắng có tiên tư. Phải biết rằng, dò xét thiên tư là một chuyện vô cùng phức tạp ba vị kim đan đều điều tra thi thể viên đại thắng nhưng không ai phát giác ra tiên tư cũng là nhờ ta để hàng minh thôn vệ hồn phách mới ngoài ý muốn kích phát từ đó suy đoán ra nghĩa cốt kim kiên có thể làm vật liệu tuyệt hảo chế tác cơ quan thật tuyệt tiếp theo hắn được biết bí mật về ký số ký số luận thật sự rất thú vị cuối cùng hắn còn thu phục được hàng minh đương nhiên Đối với sự thần phục của Hàng Minh, Ninh Chuyết trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Giờ khắc này, hắn hy vọng mình có được thủ đoạn của Chu Huyền Tích, có thể dùng để phát hiện lời nói dối. Đáng tiếc, năng lực phát hiện lời nói dối của Chu Huyền Tích được xây dựng dựa trên pháp lực đặc thù, pháp thuật và kim tinh. Đối với những thứ này, Ninh Chuyết một chút cũng không có. Thi thể viên đại thắng, bởi vì tồn tại nghĩa quốc kim kiên, chỉ có thể xử lý sau. Trước mắt, ninh triết cần phải bảo đảm hồn phách của viên đại thắng luôn ở trạng thái suy yếu phòng ngừa nó bị câu hồn vào tiên cung may mắn thay nhục thân viên đại thắng đã hủy không cách nào tiếp tục tẩm bổ cho hồn phách coi như ninh triết không quản dựa theo quy luật tự nhiên hồn phách cũng sẽ không ngừng suy sụp điều ninh triết cần làm là tăng cường giám sát đề phòng bất trắc địch nhân tốt nhất là gì chính là địch nhân đã chết hoàn toàn trước khi hồn phách viên đại thắng bị lợi dụng Ninh Chuyết sẽ luôn giám sát chặt chẽ. Ninh Chuyết nhắm hai mắt, bắt đầu đánh giá lại mọi chuyện. Kiến thức về khí số, khiến hắn nhìn nhận bản thân, việc thăm dò tiên cung, và thế giới này ở một tầm cao mới. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính mình. Nếu ta thật sự là siêu cấp thiên tư, vậy thì việc khí số cường đại cũng là chuyện dễ hiểu. Không có cha mẹ che chở, ta vẫn thuận lợi trưởng thành đến 16 tuổi, đồng thời phát triển mạnh mẽ, tích lũy được khối tài sản mà đại bá, đại bá mẫu cả đời cũng không có được. Từ khi thăm dò tiên cung đến nay, ta đã nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng dù là tình huống tồi tệ nhất, cũng vẫn luôn có một tia hy vọng sống sót, chưa từng bị dồn vào chỗ chết. Ví dụ như chuyện cái tên, nhờ không bị phát hiện ngay lập tức, Ninh triết mới có thời gian để xoay sở. Hay như việc viên đại thắng ngoài ý muốn xuất hiện. Thời điểm ra vào của hắn ta, cùng với mông trùng và những người khác đều lệch nhau. Viên đại thắng không gặp được ai khác, ba thế lực lớn cũng không phát hiện ra viên đại thắng, tạo điều kiện cho Ninh Chuyết lẫn tránh. Ninh Chuyết lại nghĩ đến viên đại thắng. Thực ra, bản thân viên đại thắng cũng từng có vài lần nắm giữ sinh cơ. Nếu như Ninh Chuyết không đổi tên thành công, hoặc là chậm trễ hơn, để viên đại thắng phát hiện, nó sẽ lập tức ý thức được tình cảnh chân chính. Sự cảnh giác của nó sẽ được nâng cao, cách thức đối phó với ninh truyết cũng sẽ tinh chuẩn hơn nếu như nó không vì chiếu cố viên nhị mà tự làm tổn thương hồn phách tiếp tục thăm dò tiên cung nói không chừng đã có thể gặp được người khác điều này tuy bất lợi cho nó nhưng đồng thời cũng có thể mang đến chuyển cơ nếu như trong sự kiện hỏa thị tiết khi cơ quan hầu tử đánh giết viên nhị nó không đi tụ hợp cũng sẽ không dẫn đến việc mất khống chế về sau âm mưu của ninh truyết cũng sẽ không thể thực hiện nếu như lúc ngàn năm hỏa thị lâm sắp bạo động, nó không quản viên nhị, chỉ co đầu rút cổ bảo vệ bản thân, cho dù cố kỵ xung quanh không sử dụng ma công, chỉ dùng pháp lực ngũ hành tầng 3 đỉnh phong, cũng có thể bảo vệ mình, thậm chí có thể giữ được tỉnh táo sau vụ nổ. Tỉnh táo và hôn mê là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, có sự khác biệt về bản chất. Cuối cùng, cho dù viên đại thắng bảo vệ viên nhị, bản thân rơi vào hôn mê, nó vẫn còn một tia hy vọng sống đó chính là Chu Huyền Tích động lòng trắc ẩn, xuất thủ tương trợ. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, tỉnh lại, hoặc là hồn phách tiến vào tiên cung, đều có thể xoay chuyển tình thế. Đáng tiếc, Ninh Chuyết đã kịp thời ra tay, quyết đoán hành động, viên nhị lại kéo chân sau, không bảo vệ được hầu thúc. Vận mệnh đã cho nó rất nhiều cơ hội, nhưng nó lại không nắm chắc được. Cũng là bị viên nhị liên lụy. Ninh Chuyết đang nghe truyện trên TV audio CV thản thở trong lòng, đối với những kiến thức trong, khí số luận, có cảm ngộ sâu sắc hơn. Hắn trầm tư suy nghĩ, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, tâm đắc không ngừng sinh ra. Hửng! Trong lúc suy nghĩ miên man, vô tình chạm đến bảo ấn trong thần hải, khiến hắn có một phát hiện bất ngờ. Sao ngã Phật tâm ma ấn lại hao tổn nhiều như vậy? Ninh Chuyết luôn kiên kỵ Chu Huyền Tích, trong kế hoạch ám hại lần này, cực kỳ hạn chế sử dụng ngã Phật tâm ma ấn. Lần duy nhất sử dụng rõ ràng là lợi dụng tâm ấn khống chế đám cơ quan hầu tử nổi loạn. Sau khi đám cơ quan hầu tử bị trận pháp tiêu diệt, trên cơ bản đã xem như hủy thi diệt tích. Cho dù bị điều tra ra, Ninh Chuyết cũng sẽ lấy cớ mình là người chế tạo để đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Mà sau đó, trong quá trình thương lượng với viên nhị, hắn hoàn toàn không sử dụng bảo ấn này, vẫn luôn cẩn thận đề phòng bất kỳ sơ hở nhỏ nào thủ đoạn của tu chân giới khó lòng đoán trước ninh triết luôn cố gắng hành sự cẩn thận theo nhận định của ninh triết ngã phật tâm ma ấn dù quý giá đến đâu cũng chỉ là một công cụ đã là công cụ thì phải xem cách người sử dụng quá mức dựa dẫm vào một công cụ là điều không nên bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện chính vì vậy theo như ninh triết nhớ số lần hắn sử dụng ngã phật tâm ma ấn không hề nhiều nhưng bây giờ khi hắn kiểm tra ngã phật tâm ma ấn lại bất ngờ phát hiện sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn ghi nhớ chuyện này là sao ta dùng ngã phật tâm ma ấn không chỉ một lần ít nhất là ba bốn lần ninh triết không khỏi kinh hãi chuyện gì đã xảy ra trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy phát sinh ninh triết lập tức tập trung chú ý vào ngã phật tâm ma ấn hồi tưởng lại từng lần sử dụng tổng kết điểm giống nhau hắn nhanh chóng phát hiện mỗi lần bảo ấn được kích hoạt đều là lúc bản thân nôn nóng bất an tâm cảnh mất cân bằng lần đầu tiên khi hắn chính thức động thủ dùng tâm ấn khống chế đám cơ quan hầu tử bạo động lần thứ hai khi chu huyền tích cứu viên đại thắng lần thứ ba khi ninh triết xâm nhập hậu viện phòng ngủ nhìn thấy viên đại thắng hôn mê suýt nữa không nhịn được ra tay Lần thứ tư, sau khi thuyết phục viên nhị thành công, viên nhị không muốn giao viên đại thắng ra, Ninh Chuyết nóng lòng muốn động thủ. Chẳng lẽ là do xung khắc khí số, khiến tâm cảnh ta bất ổn. Cảm xúc suýt nửa mất khống chế, nếu như phạm sai lầm, chắc chắn sẽ cho viên đại thắng cơ hội mới. Một mặt, ta dựa vào lý trí, ép buộc bản thân tỉnh táo, mặt khác, ngã Phật tâm ma ấn cũng âm thầm bảo hộ, độ ta ít nhất bốn lần. Độ người thành ma, độ mình thành Phật, phát hiện ra chân tướng, Ninh truyết lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh. Hóa ra sự việc còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm như vậy, mà Ninh truyết lại không hề hay biết. Nếu không phải nhờ hàng minh mà biết đến, khí số luận, e rằng trong một khoảng thời gian dài, hắn cũng không thể nào hiểu rõ. Như vậy, ngã Phật tâm ma ấn chính là bảo vật trấn thủ khí số. Kích hoạt Phật tượng độ hóa bản thân, tránh cho xung khắc khí số gây nhiễu loạn cảm xúc, phòng ngừa tự thân phạm sai lầm. Ninh Chuyết âm thầm vui mừng, trải qua chuyện này, hắn lại phát hiện thêm một công năng mới của ngã Phật tâm ma ấn. Tuy nhiên, nói như vậy, thiên tư của ta cũng khó mà khẳng định. Trước đó hắn phỏng đoán bản thân là siêu cấp thiên tư. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là thượng đẳng thiên tư. Lần này có thể diệt trừ viên đại thắng, một mặt là do viên đại thắng bị viên nhị liên lụy, mặt khác chính là nhờ có ngã Phật tâm ma ấn trấn thủ. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tu luyện, kính thai thông linh quyết. Gương sáng trong trẻo, nuôi dưỡng tâm hồn. Thấu rõ ngũ uẩn dai không, thoát khỏi mọi khổ ải ràng buộc. Quan chiếu chư pháp không tương, bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Phản chiếu tự tính. Trường trì vô tâm, vô sắc vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tẩn sau một nén nhang ninh triết chậm rãi mở mắt trên mặt lộ vẻ vui mừng luyện thần tam trọng có thể đẩy mở cánh cửa phật môn kia tiếp tục thăm dò biết được khí số luận ninh triết suy nghĩ xem cơ duyên của mình nằm ở đâu khả năng lớn nhất chính là dung nham tiên cung hắn đồng tu ba loại đan điền hiện tại luyện khí tam trọng luyện tinh tam trọng trước kia luyện thần có phần chậm chạp nhưng lúc này đã đuổi kịp không chút do dự ninh triết lập tức kích hoạt ấn ký thí luyện đệ tử hồn phách tiến vào tiên cung dựa vào các loại pháp thuật ninh triết thuận lợi đi tới trước ba cánh cửa cửa ải đạo môn và ma môn độ khó khá cao không phải là ninh triết không có hy vọng thông qua nhưng cần phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực hơn nữa nguy cơ tử vong do viên đại thắng mang đến vẫn còn đó ninh chuyết cần phải xử lý trước phía sau phật môn sẽ là gì đây hy vọng có thể mang đến cho ta những biến hóa tốt đẹp ninh chuyết đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng là vô số quan tài không chỉ trên mặt đất ngay cả trên vách tường cũng có quan tài dựng đứng trên trần nhà càng có xích sắt treo lơ lửng những cổ quan tài khác cảnh tượng này vượt quá dự kiến của ninh chuyết ít nhất không phải chướng ngại vật và con rối như đạo môn ma môn Lúc này, Long Ngoan Hỏa Linh vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt không chớp nhìn chầm chầm Ninh Chuyết. Mặc dù không muốn nhắc nhở, nhưng nó không còn cách nào khác, chỉ có thể truyền đạt tin tức mấu chốt vào đáy lòng Ninh Chuyết thông qua nhân mạng huyền ti. Sử dụng kính thai thông linh quyết, cách quan tài cảm ứng linh tính bên trong. Một khi thành công, nắp quan tài sẽ tự động mở ra. Lựa chọn một, đưa vào lò hỏa thiêu, thu hoạch linh vận cơ quan tạo vật cũng có thể truyền tống thi thể từ bên ngoài vào, đưa vào lò hỏa thiêu, thu hoạch cơ quan tương ứng. Chú ý, cơ quan này có thể mang ra khỏi dung nham tiên cung. Ninh Chuyết nhận được tin tức, lập tức thử nghiệm. Kính thai thông linh quyết của hắn đã đạt đến tam trọng, câu thông với quan tài trên mặt đất không phải chuyện khó. Rất nhanh, hắn đã mở được vài cổ quan tài, bên trong là thi thể tẩu hỏa xà, hỏa nhung thử, diễm ảnh hoa. Vạn vật đều có linh tính. Ninh Chuyết tiếp tục thử thăm dò quan tài dựng đứng trong vách tường. Lần này, việc câu thông trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong là thi thể yêu thú, linh thực trong hỏa thị sơn mạch, nhưng đẳng cấp cao hơn hẳn. Xem ra, thi thể trong những cổ quan tài treo trên vách đá là cao cấp nhất. Ninh Chuyết ngẩng đầu, dùng vòng treo đem mình treo lên. Hai tay chạm vào quan tài, hắn dốc toàn lực vận chuyển kính thai thông linh quyết, lần này chỉ cảm nhận được một chút linh tính vô cùng mờ nhạt. Long ngoan hỏa linh theo dõi nhất cử nhất động của Ninh truyết, móng vuốt bấu chặt vào đất, lộ vẻ hồi hộp. Ninh truyết quan sát khắp nơi, cuối cùng dừng lại trước một cổ quan tài dựng đứng trong vách tường, dựa theo tu vi luyện thần hiện tại của ta, cổ quan tài chứa tẩu hỏa xà này là mục tiêu thích hợp nhất. Nghĩ vậy, Ninh truyết thả dây thừng, đưa mình đến trước cổ quan tài. Long ngoan hỏa linh thầm kêu lên, nóng lòng muốn xem Ninh Chuyết cảm ứng cổ quan tài này. Thế nhưng, Ninh Chuyết lại đột nhiên dừng lại, rơi vào trầm tư. Long ngoan hỏa linh càng thêm căng thẳng, gầm nhẹ một tiếng, phun ra một ngọn lửa như đang thúc giục Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vẫn cúi đầu suy nghĩ, bất động. Long ngoan hỏa linh cảm thấy bất an, liên tục cào chân xuống đất, rõ ràng là đang sốt ruột. Điều khiến Ninh Chuyết do dự chính là một đoạn thông tin mà nó truyền đạt, cũng có thể truyền tống thi thể từ bên ngoài vào, đưa vào lò hỏa thiêu, thu hoạch cơ quan tương ứng. Càng nghĩ, Ninh Chuyết càng thêm hiếu kỳ, nếu như ta bắt sống một con yêu thú kim đan kỳ, đưa vào dung nham tiên cung, có phải sẽ thu hoạch được linh vận cơ quan vượt xa tiêu chuẩn? Yêu thú kim đan kỳ, hắn đương nhiên không bắt nổi. Ninh Chuyết lập tức nghĩ đến viên đại thắng, hồn phách viên đại thắng phụ thuộc vào nghĩa cốt kim kiên, rất khó xử lý. Kế hoạch ban đầu của Ninh Chuyết là phân giải xương cốt, dùng để chế tạo cơ quan. Nhưng hiện tại, một cơ hội tốt hơn bày ra trước mắt. Không cần phải phân giải thi thể viên đại thắng, chỉ cần mang nó vào đây, giao cho Dung Nham Tiên Cung xử lý, hắn sẽ nhận được một cổ cơ quan tương ứng. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết càng thêm động lòng. Một mặt, việc này giúp hắn tiết kiệm rất nhiều công sức, đồng thời ngăn chặn được tai họa ngầm. Dù sao, xử lý thi thể viên đại thắng càng sớm càng tốt. Mặt khác, Ninh Chuyết luôn cho rằng trình độ cơ quan thuật của mình còn kém xa, hắn tin tưởng vào tiêu chuẩn của ba vị nguyên anh lão tổ. Mang thi thể viên đại thắng vào, Ninh Chuyết quyết định. Nhưng làm cách nào, Ninh Chuyết thầm hỏi. Đáng lẽ ra lúc này Long Ngoan Hỏa Linh phải đưa ra câu trả lời. Thế nhưng, nó lại gắt gao che miệng, mặc cho roi lửa quật vào người, nhất quyết không hé răng, Đinh Chuyết đành phải rời khỏi tiên cung, trở về thế giới bên ngoài. Hắn đi đến bên cạnh thi thể viên đại thắng, suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọt tinh huyết đã rút ra trước đó trở lại cơ thể con lão viên. Tiếp theo, hắn lấy ra hai chiếc túi trữ vật chứa đầy vật tư, lần lượt lên người và bên trong cơ thể của con lão viên. Cuối cùng, hắn nằm xuống bên cạnh thi thể, một tay chạm vào con lão viên, một tay cảm nhận ấn ký, thí luyện đệ tử. Giây lát sau, hắn đã quay trở lại căn phòng phía sau phật môn bên cạnh là thi thể viên đại thắng thành công dung nham tiên cung theo hồng phách ninh chuyết trở về cơ thể thân thể con rối của hắn thượng lại rồi đột ngột tan rã nằm rải rác trên mặt đất ngay khi ninh chuyết hoàn hồn các bộ phận con rối nhanh chóng tự động lắp ráp chẳng mấy chốc đã đứng dậy hiên ngang cùng lúc đó vòng sáng truyền tống phun ra thi thể viên đại thắng chứng kiến cảnh tượng này Long Ngoan Hỏa Linh cảm thấy như trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt. Điều nó không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra, đôi đồng tử rồng trợn trừng nhìn Ninh truyết, lỗ mũi phập phồng dữ dội, mỗi lần hít thở đều phun ra tia lửa giận dữ. Thế nhưng Ninh truyết chẳng mảy may bận tâm. Cơn thịnh nộ của Long Ngoan Hỏa Linh càng lúc càng dâng cao, nó ngửa mặt gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang dội khắp bát phương, khiến toàn bộ tiên cung rung chuyển. Sóng âm cuồn cuộn lan tỏa, va và vào đỉnh hỏa thị khiến nham thạch bắn tung tóe, mây khói mịt mù. Thành chủ mông vị đang bế quan tu luyện bỗng nhiên mở mắt, ngưng thần cảm nhận, lại đến nửa rồi sao? Bên trong chủ điện dung nham tiên cung, long ngoan hỏa linh nổi điên gào thét, lượng vòng quanh điện, miệng liên tục phun ra cục lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Cả dung nham tiên cung như chìm trong biển lửa. Dưới ánh lửa ngút trời, sắc mặt mông vị càng thêm u ám. Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, căn phòng của ninh tuyết vẫn yên tĩnh đến lạ thường. sau khi kiểm tra thi thể viên đại thắng, trong lòng hắn vừa mừng vừa lo. mừng là lần thử nghiệm đầu tiên đã thành công đưa thi thể viên đại thắng vào dung nham tiên cung, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. lo là hai chiếc túi trữ vật hắn cố tình giấu trên người viên đại thắng đều không được truyền tống theo. trong quá trình tiến vào, ta vẫn luôn cảm nhận được ngã phật tâm ma ấn. hay giá như có thể vận chuyển một lượng lớn vật liệu vào thì tốt biết mấy gần như tất cả vật tư trong dung nham tiên cung đều phải tiêu hao linh thạch quý giá nếu có đủ vật tư ninh truyết tự tin có thể xây dựng ba cửa trước thành bức tường thép bất khả xâm phạm gạt bỏ cảm xúc hỗn loạn ninh truyết bắt đầu suy nghĩ về bước tiếp theo hắn đã thành công đưa thi thể viên đại thắng vào nhưng phải làm thế nào để giao nó cho tiên cung hắn thiếu hụt trầm trọng thông tin về vấn đề này Thông thường, Long Ngoan Hỏa Linh sẽ cung cấp những thông tin quan trọng này, nhưng hiện tại nó đang cắn răng chịu đựng những lưỡi roi lửa quất vào người, điên cuồng chạy trốn trong chủ điện. Phía sau nó, một cây roi lửa đang vung lên không ngừng. Ba ba ba, roi lửa quật vào người Long Ngoan Hỏa Linh, dù cho nó cố gắng né tránh. Trên đỉnh hỏa thị, Mông Vị dốc toàn lực thi triển pháp thuật, tạo ra một bàn tay khổng lồ che chắn dung nham tiên cung. Ánh sáng bảo vệ từ tiên cung bắn ra, nhanh chóng xuyên thủng bàn tay. Mông vị bất lực thở dài, đành phải khởi động đại trận hỏa thị tiên thành. Nhờ vào sức mạnh của đại trận, tình hình cuối cùng cũng được kiểm soát. Rốt cuộc Long Ngoan Hỏa Linh phát điên vì cái gì? Lần này, cường độ bạo động của Dung Nham Tiên Cung vượt xa mọi lần trước, khiến mông vị chịu áp lực cực lớn. Ông ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm rú đầy phẫn quốc, giận dữ, bất cam và cả tiếng kêu la thảm thiết từ trong tiên cung vọng ra. ban đầu chỉ có một cây roi lửa quất vào người long ngoan hỏa linh, nhưng vì nó ngoan cố chống cự, không làm tròn trách nhiệm, số lượng roi lửa dần dần tăng lên. năm, sáu cây roi lửa đuổi theo long ngoan hỏa linh, biên cuồng quất vào người nó. linh thể của long ngoan hỏa linh bị đánh cho mờ nhạt, hư hao. không thể chịu đựng thêm nữa, nó đành phải mở miệng truyền đạt thông tin quan trọng ninh triết đang định tự mình thử nghiệm thì nhận được tin tức không khỏi nhíu mày dung nham tiên cung dường như bị tổn hại nghiêm trọng loại thông tin quan trọng này phải truyền đạt ngay lập tức chứ không chần chừ thêm nữa ninh triết lập tức làm theo chỉ dẫn kéo thi thể viên đại thắng đến trước cửa phòng thân thể con rối nhỏ bé của hắn phải rất vất vả mới kéo được thi thể viên đại thắng mất kha khá thời gian vừa kéo thi thể viên đại thắng đến trước cửa vòng sáng truyền tống liền xuất hiện nuốt chửng nó. Long ngoan hỏa linh co rúng người lại, trốn trong góc, cắn răng chịu đựng những lưỡi roi lửa quật vào người. Trên khuôn mặt rồng, ngoài sự đau đớn, còn toát lên vẻ tuyệt vọng. Nó biết Ninh triết đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, cho dù Ninh triết có mang thi thể kim đan kỳ vào đây, chế tạo ra linh vận cơ quan thì với trình độ hiện tại, hắn cũng không thể điều khiển nổi. Nhưng viên đại thắng lại khác, tu vi luyện khí 3 tầng, luyện tinh 9 tầng dùng thân thể nó làm nguyên liệu chế tạo cơ quan tạo vật vừa vặn nằm trong giới hạn điều khiển của ninh chuyết quan trọng hơn cả là tiên tư nguyên liệu có tiên tư cực kỳ hiếm hoi và quý giá dung nham tiên cung có bốn loại hỏa lô đồng lô thiết lô ngân lô và kim lô muốn luyện hóa nguyên liệu có tiên tư bắt buộc phải dùng kim lô mỗi kim lô chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất kể từ khi dung nham tiên cung được xây dựng đến nay đã sử dụng hết 8 tòa kim lô, hiện tại chỉ còn lại 4 tòa. Lần này, vì luyện chế viên đại thắng, lại phải hy sinh thêm một tòa. Long ngoan hỏa linh không muốn chứng kiến cảnh tượng này, nhưng hiện thực phủ phàng đã dán xuống đầu nó, nó đành phải làm theo chỉ thị, điều khiển toàn bộ tiên cung, đưa thi thể viên đại thắng vào kim lô. Kim lô bắt đầu luyện chế. Một lượng lớn linh lực bị rút cạn, từ trên kim lô phát ra một luồng sáng chói mắt, xuyên thẳng lên trời, tựa như một cây cột khổng lồ lại chuyện gì nữa đây mông vị giật mình vội vàng mượn sức mạnh đại trận tung ra mây mù che giấu cột sáng chói lòa giá như ta có thể vào trong tiên cung mông vị nghiến răng thở dài tiếc nuối trình độ cơ quan của ông ta rất thấp nói chính xác hơn với tiêu chuẩn của nguyên anh tu sĩ thì cực kỳ thấp kém chính vì vậy ông ta không được chọn không thể tiến vào dung nham tiên cung thậm chí còn không bằng những kim đan trúc cơ tu sĩ được đưa vào sau này hai gã kim đan dưới trướng ông ta cũng giống như vậy đều không lọt vào mắt xanh của tiên cung tuy có một số thuộc hạ trúc cơ kỳ được chọn có thể tiến vào tiên cung nhưng nhìn chung ưu thế không rõ rệt không thể so sánh với chu gia và trịnh gia chính vì lẽ đó sau khi tiên cung xuất hiện mông vị đã đích thân trấn giữ đỉnh núi lấy cớ điều tra ma tu phong tỏa toàn bộ tiên cung tạm thời ngăn cản tất cả tu sĩ tiến vào chu gia và trịnh gia đương nhiên không phục nhưng đều bị mông vị cường thế từ chối dù sao phủ thành chủ cũng không điều động tu sĩ trực tiếp xâm nhập tiên cung thành chủ mông vị đại diện cho nam đậu vương triều lấy cớ điều tra ma tu hai nhà kia cũng không thể làm gì khác chỉ có thể trừng mắt nhìn tiên cung đề phòng phủ thành chủ âm thầm phái người tiến vào hy vọng lớn nhất vẫn là trùng nhi mông vị vô cùng tin tưởng mông trùng. Đặc biệt là gần đây, mông trùng đã đột phá thành công, nâng tầm cuồng bôn đột lôi lên một đẳng cấp mới, tiến bộ vượt bậc. Trùng nhi có thiên phú hơn người, khí vận cực thịnh. Bất kỳ áp lực nào cũng trở thành động lực giúp nó mạnh mẽ hơn. Dưới sự cạnh tranh công bằng, ai có thể ngăn cản nó đây? Cục sáng khổng lồ dần dần tiêu tan, dung nham tiên cung khôi phục lại sự yên tĩnh. Mông vị đắc ý cười thảy. Cùng lúc đó, vòng sáng truyền tống lại xuất hiện trước mặt Ninh Chuyết. Từ trong vòng sáng, một cơ quan hầu tử từ từ hạ xuống. Nhanh như vậy đã xong rồi. Ninh Chuyết mừng rỡ tiếng lên quan sát. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cơ quan hầu tử mở mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nó nhìn về phía Ninh Chuyết, đôi mắt lóe lên huyết quang, uy thế bức người. Bước chân Ninh Chuyết khựng lại. Giây phút này, viên đại thắng đã được tái sinh cơ quan viên hầu này tuy chỉ cao bằng nửa người viên đại thắng nhưng lại toát ra vẻ oai hùng dũng mãnh phi thường toàn thân nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kim loại màu vàng và đỏ bộ lông màu đỏ thẫm như máu những khớp nối lộ ra ngoài là vàng khối được chạm khắc tinh xảo các thanh kim loại dài ngắn lớn nhỏ khác nhau được lắp ráp thành những lưỡi dao sắc bén tạo thành một bộ giáp kim loại rỗng bao phủ toàn thân nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra đó chính là xương cốt của cơ quan viên hầu. Tráng, lông mày, sống mũi, đều được làm bằng kim loại. Ngoại hình của cơ quan này có nét tương đồng với viên đại thắng. Đôi mắt nó như huyết ngọc, sâu trong hốc mắt là hai quần thâm đen. Con rối ninh chuyết chạy đến trước mặt cơ quan viên hầu, ngước nhìn một lượt rồi xoay quanh nó. Đôi tay nhỏ bé của con rối lúc thì xoa bóp bắp đùi, lúc thì gõ nhẹ vào bộ khung xương kim loại lộ ra bên ngoài đáng tiếc con rối không có thần niệm, không thể thâm nhập vào bên trong xem xét cấu tạo của nó. Ninh Chuyết tiếc núi, lòng hiếu kỳ càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một luồng thông tin truyền đến, kim huyết chiến viên, sử dụng chu viêm thạch nung chảy thành thủy tinh đỏ rực làm vật liệu chính, chế tạo cơ thể chiến đấu. Dùng tiên linh một kết hợp xích kim huyền thiết, tạo nên bộ xương kim cương cứng rắn vô song cho viên hầu. Trên bề mặt xương kim cương được khắc đầy đủ pháp cấm kim cương hộ thể, biến bộ xương này thành một pháp khí phòng ngự mạnh mẽ. Bên trong hai tay chiến viên được tích chứa 18 loại phù lục võ kỹ, trong đầu là một đám mây mù tiên thiên, mỗi giọt nước trong đám mây đều có thể hóa thành ý niệm, dùng để suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào, Ninh Chuyết nhận được một lượng thông tin khổng lồ như vậy. Thông tin vô cùng phong phú khiến con rối Ninh Chuyết đứng im tại chỗ, nghiền ngẫm hồi lâu cả thân thể và hồn phách của viên đại thắng đều được sử dụng làm vật liệu để chế tạo ra cơ quan này. Nó không có bất kỳ ký ức nào về quá khứ, nhưng do linh tính, vẫn tồn tại một số chấp niệm sâu thẳm trong linh hồn. Điều khiến Ninh Chuyết chú ý nhất chính là câu nói, ẩn chứa tám phần linh tính, có thể thi triển tiên tư nghĩa cốt kim kiên, linh tính. Ninh Chuyết thầm kinh hãi. Linh tính là thứ vô cùng khó lường. Theo như kiến thức tu hành thông thường, Bảo vật mà tu sĩ sử dụng được chia thành: phù bảo, pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Điểm đặc biệt của linh bảo chính là sở hữu linh tính. Trong một số môn phái hoặc gia tộc tu hành quy mô lớn, linh bảo thậm chí có thể giao tiếp với con người, sở hữu trí tuệ gần như con người. Cơ quan do Dung Nham Tiên cung chế tạo vậy mà lại có linh tính, chẳng phải nó có thể chế tạo ra linh bảo hàng loạt sao? Tam tông thượng nhân quả nhiên là nhân vật kiệt xuất cấp độ luyện hư. Chỉ là 8 phần linh tính. Tại sao không phải là 10 phần? Nếu là 10 phần thì sao? Làm thế nào để tăng thêm linh tính? Càng nghĩ, Ninh Chuyết càng cảm thấy nghi hoặc. Suy nghĩ cũng có kết quả. Hắn bỗng nhiên hiểu ra dụng ý của Tam Tông Thượng Nhân khi bố trí căn phòng phía sau Phật Môn. Rõ ràng là để phối hợp với kính thai thông linh quyết, môn công pháp Phật Môn này chuyên tu luyện thần thức, có thể xây dựng một tấm gương thần niệm trong thần hải thượng đan điền, dùng để câu thông với vạn vật có linh tính. Hiện tại, kim huyết chiến viên chính là mục tiêu thích hợp nhất, nghĩ đến đây, Ninh Chuyết lập tức vận chuyển kính thai thông linh quyết. Mặc dù chỉ là con rối, không có thần hải thượng đan điền, nhưng nhân mạng huyền ti vẫn luôn kết nối với nhục thân, cho phép hắn câu thông với thần hải của chính mình, kích hoạt tấm gương thần niệm. Chẳng mấy chốc, hắn đã thiết lập được mối liên hệ mật thiết với kim huyết chiến viên thông qua tấm gương thần niệm. Tiến lên, lùi lại, sang trái, sang phải. Ninh Chuyết thầm ra lệnh, kim huyết chiến viên làm theo từng ly từng tí. lăn lộn, lè lưỡi, vẽn mông. Ninh Chuyết thử nghiệm ra lệnh cho chiến viên thực hiện những động tác phức tạp hơn. Cơ quan chiến viên đều hoàn thành, sau đó truyền đạt cảm xúc thiếu kiên nhẫn. Ninh Chuyết vừa kinh ngạc vừa phấn khích, có linh tính quả nhiên không tầm thường còn biết bộc lộ cảm xúc nữa hắn tiếp tục thử nghiệm giao tiếp với kim huyết chiến viên mặc dù chiến viên không thể nói chuyện nhưng có thể truyền đạt cảm xúc và một số phản ứng cơ bản phản ứng thường xuyên nhất là chủ nhân xin hãy ra lệnh mặc dù được tạo thành từ thi thể của viên đại thắng nhưng nó chỉ có linh tính không có ký ức cho dù có ký ức viên đại thắng đến chết cũng không biết ninh tuyết chính là kẻ thù giết chết mình càng thử nghiệm, Ninh Chuyết càng phấn khích. Hắn phát hiện kim huyết chiến viên có thể thực hiện những mệnh lệnh phức tạp. Với những cơ quan thông thường, cho dù vận dụng tâm ấn, Ninh Chuyết cũng phải liên tục điều khiển, tâm pháp không thể lơ là. Nhưng với kim huyết chiến viên, gần như một thuộc hạ tu sĩ thực thụ, chỉ cần Ninh Chuyết ra lệnh, nó sẽ tự động thực hiện mà không cần giám sát. Thật tuyệt vời, không thể tin nổi. Ninh Chuyết dẫn theo kim huyết chiến viên, chính thức bước qua cánh cửa, tiến vào cửa ải thứ hai của Phật môn. Vừa bước vào, một chiếc lồng giam liền giáng xuống. Ninh Chuyết muốn né tránh, nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nhốt. Ngược lại, kim huyết chiến viên vẫn tự do như thường. Lúc này, thông tin truyền đến điều khiển kim huyết chiến viên, bảo vệ bản thân, đánh bại sáu đợt tấn công của con rối. Trong bóng tối, hàng chục ánh mắt sáng rực. Ngay sau đó, gần 10 con sói máy lao ra, nhắm thẳng vào Ninh Tuyết. Ninh Tuyết hiểu ra, lập tức ra lệnh cho Kim Huyết Chiến Viên. Kim Huyết Chiến Viên động thân xuất chiến, động tác của nó mạnh mẽ, thể hiện ra võ nghệ kinh diễm, nhiều lần tại bên trong cận chiến đem cơ quan sói đánh cho chia năm xẻ bảy. Ninh Tuyết không ra tay, chỉ dựa vào Kim Huyết Chiến Viên đã chống đỡ được năm đợt tấn công. Đến đợt cuối cùng, hơn 30 con rối cung phu xuất hiện. Kim huyết chiến viên bắt đầu đối sức, Ninh Chuyết bèn thi triển pháp thuật thông qua kính thai. Dưới sự điều khiển của Ninh Chuyết, linh khí tích trữ trong cơ thể kim huyết chiến viên được giải phóng, hai tay nó quấn quanh cuồng phong, tốc độ tăng vọt. Tiếp đó, chiến viên được bao phủ bởi hàng khí, đóng băng kẻ địch. Với sự trợ giúp đắc lực của Ninh Chuyết, cục diện nhanh chóng xoay chuyển. Kim huyết chiến viên chiếm thế thượng phong, cuối cùng giành chiến thắng một cách dễ dàng. Lẽ ra độ khó của cửa ải này phải tương đương với đạo môn và ma môn, tại sao ta lại không cảm thấy khó khăn chút nào? Chẳng lẽ kim huyết chiến viên mạnh đến vậy sao? Ninh Chuyết đoán không sai. Hắn tiếp tục tiến lên, nhưng lại gặp khó khăn ở cửa ải thứ ba. Ta và kim huyết chiến viên cần thêm thời gian để luyện tập phối hợp ăn ý, lần này chỉ đột phá Phật môn, trên người cũng không mang theo huyết khí. Dung nham tiên cung biến hóa không lường, không biết sau cửa ải này, con đường phật môn sẽ có bảo vật gì sau khi thăm dò một phen ninh triết quyết định rút lui hắn không vội vàng đến ma môn hấp thụ huyết khí mà thử rời khỏi tiên cung thông tin truyền đến hỏi ninh triết muốn lưu lại hay mang theo cơ quan viên hầu ninh triết thử cả hai cách xác nhận có thể tùy ý mang kim huyết chiến viên ra vào điều khiến hắn vui mừng là cho dù để kim huyết chiến viên ở lại tiên cung hắn vẫn có thể quan sát tình hình và ra lệnh cho nó thông qua tấm gương thần niệm, nói như vậy, chẳng phải ta có thể. Không lâu sau đó, con rối mông trùng xông qua căn phòng số 2. Ta ngày đêm khổ luyện, không quản ngày đêm, hiện tại căn phòng số 2 này chẳng thể cản trở ta nổi. Ha ha ha! Mông trùng cười lớn, đẩy cửa bước vào căn phòng số 3. Vô số con rối bên trong lập tức cùa lên tấn công. Cùng bôn đột lôi, mông trùng thi triển tiên thuật thân hình như tia chớp dễ dàng luồn lách giữa đám con rối tốc độ lúc nhanh lúc chậm nhưng mỗi khi chậm lại rồi tăng tốc tốc độ của cùng bôn đột lôi lại vượt qua giới hạn trước đó mông trùng đã nâng tầm khống chế tiên thuật lên một tầm cao mới ngay khi hắn đánh bại tất cả con rối chuẩn bị đẩy cửa bước ra kim huyết chiến viên được ninh truyết kích hoạt bất ngờ xuất hiện ồ còn một tên sót lại mông trùng siết chặt nắm đấm lao tới. ba Chớp mắt tiếp theo, hắn đã bị kim huyết chiến viên quật ngã xuống đất. Mông trùng ngẩn người, sau đó lập tức bật dậy, hung hăng nói, lại đến, ta muốn đập nát ngươi. Dung nham tiên cung. gian phòng số ba chính giữa. Con rối mông trùng toàn thân lượng lờ điện quang như tia chớp phóng tới kim huyết chiến viên đại thắng. Hai bên va chạm trong nháy mắt, đại thắng chớp thời cơ, hai bàn tay to lớn chọc lấy cánh tay mông trùng, thuận thế ném qua vai. Phanh, mông trùng bị nện trên nền gạch, choáng váng đầu óc hoa mắt. Ngay sau đó, hắn liền thấy bàn chân to lớn của đại thắng dẫm tới, mang theo kình phong mãnh liệt. Mông trùng chấn động trong lòng, gầm thét, cùng buông đột lôi. Trên người hắn điện quan đại thịnh, biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, chân phải đại thắng hung hăng dẫm xuống, nện nát cả nền gạch mông trùng kéo dài khoảng cách, linh lực trên người cuồn cuộn dâng lên, trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Hắn đã hai lần bị đại thắng ném qua vai. Đây là cường địch, mông trùng nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Viên đại thắng một kích không trúng, đứng im tại chỗ. Cục diện lâm vào dằn con ngắn mũi. Bên ngoài tiên cung. Minh Tuyết đang ở trong thư phòng nhà mình, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn nhắm chặt hai mắt, thôi động tâm pháp, Toàn lực chú ý trận chiến đấu bên trong tiên cung. Một bên là Mông Trùng, một bên là Viên Đại Thắng, hai bên đều có tiên tư, thân thể con rối của Mông Trùng, cả về chất liệu và kết cấu đều thua xa kim huyết chiến viên Đại Thắng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy chiến lực của hắn ta, bất quá dựa vào tiên tư cùng bôn đột lôi, hắn ta vẫn có uy hiếp rất lớn. Hắn ta dù sao cũng là người sống, trí tuệ chiến đấu vượt xa Đại Thắng chỉ có linh tính ưu thế của kim huyết chiến viên đại thắng là cơ quan thân thể được chế tạo từ dung nham tiên cung vật liệu và cấu tạo vượt xa con rối của môn trùng nhược điểm là linh tính chỉ có tám phần không phải vật sống chân chính về mặt tâm tư kém xa môn trùng theo như lời dung nham tiên cung nói tám phần linh tính cũng có thể thi triển ra tiên tư nghĩa quốc kim kiên không biết thi triển ra sẽ là cảnh tượng gì ninh tuyết không ngừng đánh giá chiến lực của hai bên trong lòng hắn rất coi trọng trận chiến này kết quả của trận chiến này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết sách sau này của hắn cuồng bôn đột lôi mông trùng khẽ gọi trong lòng đột nhiên phát động lần thứ ba phát động công kích về phía kim huyết chiến viên đại thắng mông trùng nhanh chóng rút ngắn khoảng cách gần như lao đến trước mặt đại thắng khi nhìn thấy đại thắng duỗi hai tay ra hắn mừng rỡ dốc toàn lực trong nháy mắt điện quan trên người con rối đại phóng khiến tốc độ của mông trùng lại tăng vọt đây là thành quả khổ luyện gần đây của hắn tầm mắt hắn nhoáng lên đã vòng ra sau lưng viên đại thắng thành công mông trùng mừng rỡ đang muốn đánh về phía sau lưng viên đại thắng nhưng ngay sau đó chân hắn bị túng lấy toàn thân mất cân bằng thế công đột nhiên tan vỡ thân thể mông trùng nghiêng người ngã nhào xuống đất lúc này mới nhìn rõ kẻ đã hại mình chết tiệt là cái đuôi của hầu tử cái đuôi của viên đại thắng như dây thừng, cuốn lấy chân trái của mông trùng. Ngay sau đó, viên đại thắng gầm lên, xoay người bước tới, giơ nắm đấm lên, đánh về phía mông trùng. Mông trùng đang ở giữa không trung, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền thấy viên đại thắng như núi lở, nhanh chóng lấp đầy tầm mắt của hắn. Nắm đấm của viên đại thắng dơ cao, như sao băng rơi xuống, xé toạc không khí, kéo theo tiếng gió lạnh lẽo, khiến trái tim mông trùng rung lên. Cùng bôn đột lôi, mông trùng dốc hết toàn lực, thi triển tiên tư. Điện quang đại thịnh, khiến hắn phá vỡ dây trói của đuôi khỉ, giành lại tự do, tranh thủ thời gian né tránh. Phanh, khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của viên đại thắng như trụ thép, nện xuống đất, đập nát cả nền gạch. Điện quang rơi vào góc tường, tiêu tan, để lộ ra con rối mông trùng. Hắn nhìn thấy nắm đấm của viên đại thắng gần như in hằng trên nền gạch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu bị đánh trúng, thân thể con rối yếu ớt của hắn chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Nguy hiểm như vậy, ngược lại lại khơi dậy chiến ý mãnh liệt hơn trong lòng môn trùng. Ha ha ha. Hắn cười to, như vậy mới có tính khiêu chiến, mới thú vị a. À? Nói xong, toàn thân hắn được bao phủ bởi điện quang xanh thẳm, lại phát động tấn công. Hắn tiếp tục thúc giục tiên tư của mình, nhưng không dễ dàng tiếp cận viên đại thắng. Hắn như hóa thành một đạo điện quang không ngừng di chuyển, tung hoành trong gian phòng số 3. Điện quang cực nhanh, để lại từng vệt tàn ảnh trong mắt viên đại thắng. Theo thời gian trôi qua, tàn ảnh điện quang trong phòng càng ngày càng nhiều, đang xen vào nhau, như muốn biến thành một tấm lưới lớn, vây khốn viên đại thắng. Ninh Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, đây là mông trùng phá vỡ gông cùng, đột phá trong chiến đấu. Hắn ta có thể duy trì tốc độ cao nhất, hơn nữa tốc độ này còn vượt qua giới hạn trước đó một chút. Đây mới là siêu hạng thiên tư A. Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Tuyết không khỏi cảm thán, không hổ là tiên tư. Điện quan tung hoành trong gian phòng số 3, viên đại thắng thì như cây cổ thụ, đứng im bất động. Nó chỉ có thể bị động phòng ngự. Tốc độ di chuyển của môn trùng như vậy, nó không theo kịp. Linh tính nói cho nó biết, lấy bất biến ứng vạn biến là tốt nhất bỗng nhiên điện quang lóe lên lao thẳng về phía viên đại thắng viên đại thắng đưa tay ra đỡ phanh một tiếng sau va chạm nó lùi lại một bước dài mông trùng hóa thành điện quang mượn lực tường phản hồi nhanh chóng tăng tốc tiếp tục tung hoành trong phòng mông trùng thỉnh thoảng lại tập kích viên đại thắng không theo kịp tốc độ của hắn bị động phòng thủ trên người bắt đầu xuất hiện vết thương mông trùng cười ha ha trong lòng biết mình đã chiếm thượng phong Sức mạnh của cơ quan hầu tử này quá mạnh. Ít nhất cũng là võ thuật đại sư, không, rất có thể là võ nghệ tông sư. Nhưng nó không theo kịp tốc độ của ta, chỉ cần ta có thể tiếp tục tấn công, nhất định có thể mài chết nó. Mông trùng đang nghĩ vậy, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ken két. Điện quan trên người hắn đột nhiên chớp động hai cái, sau đó trở nên cực kỳ yếu ớt. Hắn để lộ sơ hở chí mạng. Gần như trong nháy mắt, viên đại thắng gầm lên sải bước về phía trước hai ba bước nó đã vọt tới trước mặt mông trùng viên đại thắng tung cú đấm thẳng mông trùng đột nhiên mất trạng thái không kịp né tránh trúng ngay phanh con rối mông trùng như một viên đạn pháo bị nện vào tường chân phải trực tiếp vỡ nát mà toàn bộ con rối của hắn sau khi va vào tường lại bắn ngược trở lại một đoạn ngắn mông trùng vừa ngẩng đầu một luồng kình phong ập tới thân ảnh viên đại thắng như núi lớn ép xuống. Viên đại thắng nâng đầu gối lên, đầu gối như thép phá không, gào thét lao tới, mông trùng theo bản năng giơ hai tay lên, bắt chéo trước ngực. Phanh Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay và cẳng tay con rối của hắn bị viên đại thắng đập nát, nghiền nát, ngực mông trùng bị trọng thương, vỡ vụn hơn phân nửa, toàn thân bị một cổ cự lực khổng lồ đánh lên trần nhà. Lưng hắn va chạm mãnh liệt với trần nhà, bắn ra vô số vết nứt mông trùng âm thầm nghiến răng bị đánh tàn nhẫn như vậy lửa giận trong lòng bùng lên chiến ý dân trào mãnh liệt chỉ là cuồng bôn đột lôi bắt đầu không dùng được nữa hắn xoay người trên không trung điều chỉnh tư thế lộn ngược đầu xuống hắn dùng một chân đạp mạnh lên trần nhà mượn lực lao xuống ý đồ né tránh đòn tấn công tiếp theo của viên đại thắng viên đại thắng đứng im tại chỗ nhìn mông trùng đang lao xuống lồng ngực viên đại thắng phập phồng rõ ràng như thể đang hít sâu một hơi. Bàn tay phải của nó khẽ rung, ấn ký phù văn bên trong bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.